Trung bình mỗi tháng, các trạm y tế xã, phường, thị trấn tại Lai Châu thực hiện khám cho trên 15.600 lượt người, phát hiện hơn 200 bệnh nhân tăng huyết áp. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang quản lý gần 960 bệnh nhân tăng huyết áp. Tôi bị huyết áp từ 2017 đến bây giờ mới lại bị bệnh hút. Thế cứ hàng tháng rồi tôi ra bệnh viện, bác sĩ khám trước bệnh viện điều trị cho tôi, rồi tôi lấy thuốc hàng tháng về uống. Điều đáng nói, tỷ lệ người mắc tăng huyết áp ngày càng tăng và tuổi bị mắc mới cũng ngày một trẻ hóa. Theo các bác sĩ, trong nhiều trường hợp, bệnh tăng huyết áp diễn biến thầm lặng, ít có các biểu hiện lâm sàng, nên hầu hết các bệnh nhân đều chủ quan, dễ dẫn đến các biến chứng nặng nề. Việc đo kiểm tra huyết áp thường xuyên là cách đơn giản nhất, duy nhất để phát hiện tăng huyết áp. Điều quan trọng đối với người bệnh tăng huyết áp đó là phải tuân thủ chế độ điều trị kết hợp giữa cái việc dùng thuốc hạ áp theo chỉ định của bác sĩ và cái lối sống khoa học. Lối sống khoa học tức là cái chế độ ăn uống khoa học, thói quen vận động, nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng áp lực quá mức. Chế độ ăn uống thì đầu tiên là chúng ta phải hạn chế sử dụng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày, tránh các cái thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao như là mỡ, gan, tạng động vật, thức ăn chiên xào, phải theo dõi huyết áp thường xuyên. Hiện công tác phòng chống bệnh tăng huyết áp tại tỉnh Lai Châu đã được nâng cao, với tỷ lệ phát hiện và tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp được lập hồ sơ quản lý tại các cơ sở y tế ngày càng tăng. Điều đó sẽ góp phần tăng khả năng kiểm soát bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do biến chứng của bệnh lý tim mạch gây ra.